chào thầy và các anh chị. Em tên là Trang ạ. Trang. Thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ với thầy và các anh chị về những giá trị mà em đã lĩnh hội được, đã nhận được trong hai buổi học ngày hôm qua. Giá trị thứ nhất đó là về cái vấn đề giải phóng lãnh đạo. Thì em hiểu được rằng là giải phóng lãnh đạo không chỉ đơn giản chỉ là giải phóng lãnh đạo, mà chính là giải phóng bản thân mình, quản lý được những cái quản lý được bản thân, thay đổi những cái thói quen xấu của mình, và lĩnh hội những cái mới sáng tạo, để chúng ta biến những cái nhận thức tư duy thành hành động cụ thể. Thì cái nội dung này, cái bài học này em cũng không chỉ là những bài học nhận được từ thầy, mà các cái game show mà khi các anh chị chúng ta cùng tham dự thì em cũng thấy rõ được cái giá trị là như vậy, là chúng ta phải quản lý được bản thân và biến những cái tư duy, từ cái nhận thức tư duy chúng ta phải hành động theo những cái phương pháp đúng ngay từ đầu, để chúng ta có thể là thực hiện được cái mục tiêu của mình. Giá trị thứ hai em nhận được đó là về cái sự chia sẻ và kết nối trong cái cộng đồng lớp học của chúng ta, trong cái lớp học giải phóng lãnh đạo. Chúng ta chia sẻ, kết nối, chúng ta cho đi để chúng ta có thể nhận được nhiều hơn, và chúng ta tạo ra được nhiều cái giá trị hơn cho doanh nghiệp cũng như là cho cộng đồng của chúng ta, là giá trị thứ hai. Và giá trị thứ ba là liên quan đến tháp nhu cầu Maslow. Thì ngày hôm qua thì lớp chúng mình thì chỉ có học đến dừng ở cái nhu cầu thứ ba thôi. Nhu cầu thứ ba là từ sinh lý, an toàn và xã hội. Thì ở đây thì chúng ta, thì em cũng có một cái suy nghĩ có lẽ là nó cũng hơi khác một chút. Có nghĩa là chúng ta đang đặt ở một cái góc nhìn là từ cái người lãnh đạo, chúng ta phải làm gì, đưa ra những cái chính sách gì, những cái chương trình gì để chúng ta hút và giữ nhân tài. Thì ở đây thì bản thân em thì em có một cái cách nhìn ngược lại. Vậy thì người lao động chúng ta phải làm gì để cho các nhà lãnh đạo có thể giữ chúng ta lại để cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp của mình? Thì em nghĩ rằng là những cái yếu tố bên trong chúng ta cần phải có thì chúng ta mới có được những cái yếu tố bên ngoài. Thì như vậy để doanh nghiệp có thể giữ chân chúng ta lại được thì không có cách nào hơn là chúng ta phải tự hoàn thiện bản thân mình, đúng không ạ? Tự hoàn thiện bản thân, tự học hỏi và tham gia nhiều hơn các cái lớp học của BDCA nữa ạ, để chúng ta hoàn thiện bản thân tạo được cho mình một cái giá trị. Thì dĩ nhiên rằng là rất là nhiều các cái doanh nghiệp, các cái nhà lãnh đạo sẽ muốn hút và giữ chúng ta lại. Nhưng mà trong khi chúng ta chờ lãnh đạo của chúng ta sẽ tạo được những cái nhu cầu cho chúng ta, thì tại sao chúng ta không thay đổi ạ? Chúng ta hãy tạo giá trị cho mình để chúng ta có thể nhận được nhiều hơn. Dạ, em xin cảm ơn ạ. BDCA, giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp của bạn.